Xin chào tất cả mọi người. Như là hứa thì hôm nay Thống lên cái video quay con N9. N9 thì hiện tại thì cũng không có được nhiều lắm. Thứ nhất là màu thì cũng không được nhiều. N9 thì đang có là ba cái màu ghi ba con. Màu ghi ba con. Rồi thêm được ba con đỏ, ba xe đỏ, ui bốn xe đỏ anh em ạ, bốn xe đỏ. Đỏ này là đỏ không biết được gọi là đỏ gì rồi, đỏ cờ, bốn con đỏ cờ, hai con màu xanh, hai con màu xanh, xanh này gọi là xanh tím than này, con này cũng màu ghi N9, đập một con bốt. Mà tên của nó cũng là bốt luôn. Nghĩa là cái ông chủ, ông chùm. Em đấu ba series rồi là bốt BR+ R1. Đấy, con này đặc riêng đặc biệt luôn. Con này màu trắng. Tem bốt ba series. Đúng không? Tem đấu các kiểu Red Bull. Tem đấu Red Bull. Bạn nào thanh niên đi loại này thì hợp, tại vì cũng có người này người kia, nhưng mà bạn nào thanh niên đi loại này thì hợp. Tem bút với loại cái loại này ấy, thì nó giống con gâu gâu ấy, con xe điện gâu gâu ấy. Anh em đi nó không bị trùng hàng, đỡ bị lạc lõng. Chứ là đi những cái xe điện, xe ba điện ba bánh bình thường ấy, nhìn ra nhìn cái biết ngay là ô ông này đi xe điện ba bánh, nhìn nó thấp tẹt, nó thấp tẹt với lại cái giá của cái xe bình thường ấy, nhìn nó phân biệt luôn, phân biệt luôn. Kể cả cứ nhìn thấy hình xe là biết ngay cái xe này nó có vấn đề, giống y xì là xe ba bánh. Còn quay về những cái giống cái dòng N9 này thì anh em thấy là nó không khác gì một cái xe điện hai bánh. Người ta nếu mà nhìn không kỹ hoặc là không để ý cái là người ta không biết đấy là xe điện ba bánh. Đấy là cái dòng đặc biệt của Hoàng Thống. Đấy. Đấy là cái điểm đặc biệt của cái dòng N9 này. Nó trang bị cũng khá là an toàn. Ok, để anh em mình sẽ quay về cái trang bị. Ok, mình sẽ đi vào chi tiết. Đây. Đây là một chiếc xe điện 3 bánh N9 mà mình chưa lắp gương. Chưa lắp gương. Thì xe này mình mới về chưa lắp gương. Thì đây sẽ là hình ảnh bao quát của nó. Hình ảnh bao quát của nó. Hình ảnh bao quát của chiếc N9 2023. Anh em có thể thấy là cái phần xe nhìn nó rất là đẹp, rất là nuột nà luôn. Nó không giống như những chiếc xe điện 3 bánh mà phổ thông, không giống như xe điện 3 bánh phổ thông. Về phần đầu xe anh em có thấy không? Đây là trước mình sẽ gọi là trưng lên, gọi là có hình ảnh, có màu thôi, chưa gá chắn bùn, chưa gá hộp sau. Đấy, chưa gá chắn bùn. Ở đây chúng ta đang thấy là chiếc N9 này mình đã đá lên khá là hoàn thiện. Về tấu điên, về mặt an toàn, chúng ta được thấy là chiếc xe này được sử dụng là ba cái bánh 300-10, 300-10, một trong những cái dòng bánh rất là phổ thông. Bánh 300-10, bánh 300-10, một trong những cái dòng bánh rất là phổ thông nhé các bạn nhé. Và sử dụng là ba thắng đĩa luôn, thắng đĩa trước và thắng đĩa sau, hai thắng đĩa sau, rất là an toàn phải không ạ? Và ngoài ra ấy, với cái bản này thì rất là hay. Bạn này có thể chọn nhiều option. Chúng ta có thể sử dụng được ba cái loại bình khác nhau. Thứ nhất là bình 60V, 48V và 72V. Rất là phù hợp phải không ạ? Nó rất là hay. Nó rất là hay cho mọi người. Các bạn có thể bớt bình hoặc là thêm bình. Tùy những người vận hành cái quãng đường xa hay gần.
chúng ta có thể bớt hoặc là thêm bình đấy, để giảm cái giá thành của xe nó phù hợp với mình đấy. Và cái đặc biệt thứ hai là cái xe này đây, chúng ta sẽ sử dụng là cái sử dụng cái càng A đằng sau này đấy. Thay vì cái cầu nó cứng nhắc và cục mịch thì quay lại với mẫu này, chúng ta được sử dụng cái càng A. Càng A nó sẽ là mềm mềm bên thấp bên cao, bên thấp bên cao đấy. Đó, nghĩa là bên thấp bên cao nó điều chỉnh hài hòa để xe nó giữ thăng bằng đấy. Chứ không phải giống như những cái xe ba bánh bình thường, nó sẽ cả một cái tảng nó sẽ đẩy lên đẩy xuống. Còn đây là nó sẽ treo bánh, gọi là càng chữ A, bánh thấp bánh cao luôn đấy. Bánh thấp bánh cao luôn, rất là chắc nịch. Đây, nó sẽ kiểu như này này. Vì xe này còn là mới với lại là chưa có tải, cho nên là cái hệ thống treo thấp cao sẽ khó làm. Thì nói thì cũng phải là đơn giản đâu đúng không ạ? Nếu mà mềm oặt quá thì làm sao mà thành xe đúng không các bạn? Đấy. Đây, cái lốp 300-10 đây. Lốp 300-10. Xe này sử dụng hai động cơ. 800W. Và chúng ta cũng thấy là ở đây chúng ta có phần chân nhấm cho người đằng sau, cho người ngồi sau. Đấy, rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi luôn ạ. Đấy, rất là gọn gàng và tiện lợi. Gọn gàng và tiện lợi. Đấy, gọn gàng và tiện lợi. Phần màn hình chính chúng ta sẽ có là đây, cái màu này rất là đẹp, màu là màu cửu long, xanh cửu long rất là đẹp. Chúng ta ngoài phần cốp này ra thì chúng ta còn có phần cốp ở dưới, ở phần dưới yên, chúng ta cũng có phần cốp rất là rộng, khá là rộng, rộng tầm 20 lít. Đấy, đây. Và đặc biệt là những cái xe xịn sò mà có những cái công tắc này. Chứ còn cái xe bình thường họ không có đâu. Khá nhiều xe ba bánh, xe điện là không có cái công tắc đấy. Khá nhiều luôn ấy ạ. Phần đi theo xe thì chúng ta đang thấy cái gì? Hai chìa khóa cơ và hai chìa khóa từ. Chìa khóa từ điều khiển từ xa. Thể hiện tốc độ km/h, cây số đó đi được. Tại vì là nó sẽ bị đây, như này là nó không bị nháy nữa, nhưng mà bình thường ấy, quay này là nó bị nháy vì đây là cái đèn led mà. Chúng ta sẽ có bóng đèn led này sử dụng này. Có đèn này. Cốt pha này. Đèn cốt pha đầy đủ xi nhan. Tại vì ngược sáng như nên là sẽ ở đây có cảnh báo nguy hiểm nhé. Đây. Đấy, có đèn, chắc phải có cái bảo, bởi vì cái đèn cốt pha nó khá là mờ. Đấy. Chìa khóa chúng ta có một cái móc treo đồ ở đây, cổng sạc, của dòng này được gói gọn ở trong đây. Và phần có một phần nữa là chúng ta có một cái USB ở đây. Có cái USB ở đây. Rất là hay phải không ạ? Đấy, chúng ta sử dụng điều khiển từ xa này. Có phần cổng sạc này. Và USB. Hiếm khi có những cái xe ba bánh điện có phần USB. Đấy. Ok. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nếu mà các bác quan tâm một cái mẫu xe điện ba bánh như này, hãy liên hệ trực tiếp với Hoàng Thống để biết thêm chi tiết. Giá tham khảo hiện tại là 26 triệu, chưa có vận chuyển các bạn nhé. Ok các bạn ạ.